đến những tên tuổi góp phần hình thành nền tân nhạc Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến Phạm Duy, người nhạc sĩ tài hoa với sức sáng tạo bền bỉ, miệt mài và đa dạng. Sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy bắt đầu với nhạc phẩm Cô Hái Mưa, phổ thơ Nguyễn Bính từ năm 1942. Bước qua những thăng trầm lịch sử, ông đã để lại cho chúng ta hơn 1.000 ca khúc chia làm nhiều thể loại phong phú như tình ca, trường ca, dòng ca, đạo ca, thiền ca, tâm ca, tục ca. Âm nhạc Phạm Duy đến với chúng ta trong không gian của ca dao, tục ngữ, của truyện kiều, của cung oán ngâm khúc, của chinh phụ ngâm, của ngôn ngữ, của âm thanh, của cảm xúc tâm hồn Việt. Phạm Duy được coi là cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt Nam, bởi âm nhạc của ông luôn bám sâu vào lòng đất mẹ và chưa bao giờ dứt ra khỏi hồn cội quê hương. Phạm Duy luôn nhận mình là một người hát dong và sung sướng được làm người hát dong của thế kỷ. Ông đã rẽ qua nhiều khúc quanh lịch sử của dân tộc, từ Bắc vô Nam và một cuộc đời viễn xứ. Và người hát dong thủa ấy mong muốn trở về như chiếc lá vàng cần dùng về cội. Về thôi, làm gì có trăm năm mà đợi, làm gì có kiếp sau mà chờ. Những câu thơ đã thôi thúc ông trở về quê hương sau 30 năm xa cách. Đất mẹ bao dung dang rộng vòng tay đón người con tài hoa. Ngày 27 tháng 1 năm 2013, Phạm Duy lại một lần nữa dâng chơi. Nhưng chuyến đi lần này của ông rất xa, thật xa và mãi mãi. Trái tim của ông đã ngừng đập ở tuổi 93, để lại một gia tài đồ sộ cho nền âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi xin mượn lời của một nhà thơ để chấm thêm một nét vẽ trong bức họa âm nhạc hùng vĩ của ông. Khi người ta cố giữ giọt nước mắt trong lòng hay để nó lăn dài trên má, khi người ta hé nở một cười hay cất tiếng hát vang, khi người ta quỵ ngã hay đang dấn bước trên đường, người ta đều có cho mình một câu hát của Phạm Duy. Anh còn ngẩn ngơ. Em
sau đời tình ơi. Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài, chưa chưa chiều chiều thu đông chẳng nhiều, xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè. Đi rồi.